Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 115/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng Thẩm định Nội bộ để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Hội đồng gồm 16 thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Chủ tịch hội đồng là ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo quyết định, Hội đồng Thẩm định Nội bộ có trách nhiệm ra soát, thẩm định các nội dung của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, theo quy định pháp luật, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Theo nghiên cứu sơ bộ, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ có điểm đầu tại ga An Bình thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, điểm cuối tại ga Cần Thơ thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Dự án có tổng chiều dài khoảng 175,2 km theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 205.085 tỷ đồng, tương đương 8,57 tỷ đô la Mỹ.